thi công hợp tác xã. Sau khi thi công xong đấy, anh em bắt đầu chuyện vận chuyển lên lắp đặt. Chè rất là ngon, rất là hay. The beautiful underworld. This fruit. Đây là cái tưới tự động. Tưới tự động. This one. Đó. Chuẩn bị lắp biển nhé. Xe xóm cầu đá, xã Hoàng Nông, huyện Đại Từ. Dây đã qua trước rồi. Lấy cái cây về ấy dây qua được. Đặt đèn bật giờ ơi. Đặt đèn bật được không? Thôi rồi. Kéo là thôi. Ok. Kéo cần thôi. Ok. Thôi. Đang hạ cần, đang hạ cần dần dần làm. Ok, chỉnh rất là út. Chậm thôi, slow. Cầu đẩy ra một tí nữa nhá. Đẩy cần dài lên tí nhá. Để phân cho vuông biển là được. Rồi, kéo về nhà rồi. Xong tí chỉnh nhá. Cứ xuống đi, xong rồi tí chỉnh chiều này sau. Nhớ hạ cáp. Hạ cáp xuống mà cần đẩy ra ngoài này này. Cáp phải thả một tí. Đẩy cần ra đây. À gần gần, ok rồi. Ok. Ok. Đã xong rồi. Kéo từ từ thôi. Xuống. Được quá. Oh. Over there. Right. Is the three framework in North Vietnam.